We bring the sacrifice of praise to the house. Đang phóng sống trong tình thương, nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính của trên trời cao. Xin thần
linh đến chạm vào lòng thăng Chúa. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong thơ Galati đoạn 5, câu 13 cho đến câu thứ 26, thơ Galati đoạn 5. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy. Nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù hoán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nhưng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà chiêu trọc nhau và ghen ghét nhau. Quý vị có khỏe không? Ở đây ai tập thể dục mỗi ngày? Cảm ơn quý vị. Ai tập thể dục bằng cách đi bộ? Wow, very good. Thôi tôi không cần giảng bài giảng sáng nay nữa. Các bác sĩ cho biết đi bộ là một trong những phương pháp tốt nhất để trị nhiều thứ bệnh, trong đó có bệnh tim, bệnh cao máu, bệnh tiểu đường. Người không có bệnh mà đi bộ thì đó là phương pháp thể dục tốt. Thưa quý vị, đó là trên phương diện thể xác. Trên phương diện tâm linh, đi bộ cũng là điều rất là tốt. Tựa đề cái bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là bước đi theo Thánh Linh. Đúng hơn phải là đi bộ theo Thánh Linh. Trong tiếng Anh là walk by the Holy Spirit. Thôi buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ. Đi bộ cần thiết cho cơ thể như thế nào thì đi bộ theo Thánh Linh cũng cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta như vậy. Tại sao Kinh Thánh bảo chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh? Ở trong văn hóa Do Thái, đời sống được coi là một cuộc hành trình, là những bước đi. Vì vậy thay vì nói sống hay là sống ở đời thì người ta nói đi hay là bước đi. Tôi đi như thế nào hay là tôi bước đi như thế nào, tức là tôi sống như thế nào. Và trong Kinh Thánh đầy dẫy những hình ảnh về việc bước đi này. Quý vị để ý thấy Kinh Thánh nhiều lần nói về những chữ khi ra, khi vào, lúc ngươi đi ra, lúc ngươi đi vào. Chúa hứa sẽ gìn giữ chúng ta khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời, có nghĩa là trọn đời của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết câu Kinh Thánh quen thuộc trong Thi Thiên 119: xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, bước chân của chúng ta trên đường đời này. Bước đi vì vậy có nghĩa là sống, chọn một lối sống. Danh từ người ta dùng bây giờ là lifestyle. Mình sống như thế nào, nếp sống nào. Bước đi theo Thánh Linh vì vậy là sống theo Thánh Linh, cái nếp sống do cho Thánh Linh hướng dẫn.
nếp sống của người tin Chúa, bởi vì người tin Chúa là người có Chúa Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt. Sáng nay chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi quan trọng sau đây. Thứ nhất là tại sao phải bước đi theo Thánh Linh? Why? Và câu thứ nhì là làm sao để bước đi theo Thánh Linh? How? Tại sao bước đi theo Thánh Linh và làm sao để bước đi theo Thánh Linh? Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là đấng đang ngự trong lòng chúng con giờ này. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết ra lời của Ngài để chúng con làm theo. Con cầu xin Chúa Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết ra những lời đó cũng soi sáng chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tại sao bước đi theo Thánh Linh? Quý vị có tờ giảng bài. Câu trả lời là không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn khác. Chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh because we have no choice. Tại sao chúng ta có thể nói điều đó được? Chúng ta cũng mở ở trong Galati đoạn thứ 5. Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy bước theo Thánh Linh. Câu 16. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cái chữ hãy bước đi theo Thánh Linh ở đây là làm một mệnh lệnh. Không. Quý vị biết bây giờ ở đời này người ta có cái gọi là options, tức là muốn làm cũng được, không làm cũng được. But this is not an option. Phải bước đi theo Thánh Linh, you have to. Quý vị và tôi là con cái của Chúa, không có một sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh. Không bước không được. Chúng ta không thể sống đời sống của người tin Chúa nếu không bước đi theo Thánh Linh. Đây là mạng lệnh của Chúa. Truyện tàu ngày xưa để cho kể lại, để cho binh sĩ hết lòng chiến đấu đó, thì khi mà quân đội vừa qua cái cầu rồi thì họ chặt cái cầu đi để không có con đường thối lui nữa. Quý vị nghe cái danh từ gọi là đốt sạn đạo. Tức là trong rừng ngày xưa có những cái đường đi rất là khó, người ta phải đóng những cái gỗ để đi qua cho dễ dàng, nhưng mà khi qua rồi thì đốt cái con đường đó đi để không có con đường để mà lui bước nữa. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta sống đời theo Chúa, đây chúng ta phải đốt sạn đạo, phải chặt cầu, tức là chúng ta phải tiến tới, không có bước lui về con đường cũ theo đời sống cũ của mình nữa. Cái động từ hãy bước đi theo Thánh Linh ở đây trong nguyên văn phải dịch là hãy tiếp tục bước đi theo Thánh Linh. Không bước đi theo Thánh Linh không được. Câu 25 nói rằng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Quý vị và tôi đang có Chúa Thánh Linh ở trong lòng của mình. Chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống. Nếu Chúa Thánh Linh là đấng đang ngự trong lòng chúng ta thì chúng ta phải sống bước đi theo Thánh Linh. Vì vậy bước đi theo Thánh Linh, sống đời sống theo Thánh Linh hướng dẫn là lựa chọn duy nhất, chúng ta không có cách nào khác. Cái lý do thứ nhì là sở dĩ chúng ta phải bước đi theo Thánh Linh bởi vì có một cái cuộc chiến dai dẳng ở trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Có một cái cuộc chiến dai dẳng ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị để ý sẽ thấy rằng phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học buổi sáng hôm nay từ câu 16 trở đi, sứ đồ Phaolô đối chiếu giữa hai con người hay là hai vấn đề. Một bên là xác thịt và một bên là Thánh Linh. Câu 16 nói rằng vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh. Và ngược lại với bước đi theo Thánh Linh là gì? Chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Tại sao? Câu 17, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó phải không? Trong đời sống của chúng ta luôn luôn có hai cái lực nó tranh chiến, nó đánh nhau. Và như sứ đồ Phaolô nói, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi. Chúng ta luôn luôn thấy cái sự tranh chiến đó ở trong cuộc đời của mình.
Và vì vậy, để có thể chiến thắng ở trong cuộc đời của mình, chúng ta không có cách nào khác, bởi vì nếu chúng ta tự sức của mình, chúng ta không chiến thắng được. Sau khi nói hãy bước đi theo Thánh Linh, Phaolô nói rằng xác thịt và Thánh Linh có những điều ưa muốn trái nghịch nhau. Cuộc chiến giữa Thánh Linh, chúng ta là người tin Chúa, là người đã đầu quân vào phe của Chúa để chống lại những điều ưa muốn của xác thịt. Chúng ta phải ở về một phe, chúng ta không thể ở tư thế trung lập được. Có thể nói cuộc chiến tâm linh là điều tự nhiên trong đời sống của người tin Chúa. Bởi vì nếu không có cuộc chiến này, là vì chúng ta đã ở cùng với phe quân thù mất rồi, có phải như vậy không? Nếu mà chúng ta cứ chiều theo thì thôi, đâu có ai đánh mình làm gì. Nhưng bởi vì có cái cuộc tranh chiến đó, bởi vì chúng ta về phe của Chúa. Đây không nhất thiết là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, nhưng đây là cuộc chiến tâm linh. Thưa quý vị, chúng ta đã tin Chúa và chọn bước đi mỗi ngày theo Thánh Linh là theo lối sống của Chúa. Không ai được miễn trừ cuộc chiến này cả. Quý vị đừng nghĩ rằng những người tin Chúa lâu năm hay những người trưởng thành tâm linh hay là mấy ông bà mục sư thì không phải lâm trận như mình. Không phải đâu, thưa quý vị. Ai cũng phải giằng co tranh đấu như vậy. Sứ đồ Phaolô nói rằng muốn sống cách nhân đức thì phải chịu bắt bớ. Và như Sứ đồ Phaolô nói ở trong Roma đoạn 7 câu 18-19, ông nói rằng tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Tại sao phải bước đi theo Thánh Linh? Bởi vì có một cuộc chiến dai dẳng. Chúng ta đều lâm chiến, lâm trận hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Hai bên đánh nhau như vậy, cho nên tự sức chúng ta không thể thắng mà phải nhờ đến Chúa Thánh Linh. Và lý do thứ ba đó là bước đi theo Thánh Linh là bí quyết để chiến thắng. Bí quyết để chiến thắng. Có thể nói đây là cách duy nhất để chiến thắng. Ở trong câu thứ 18, Sứ đồ Phaolô viết những lời như thế này. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, tức là nhờ sức của Chúa Thánh Linh. Tất cả chúng ta đều biết chúng ta không làm được cái điều mình muốn làm, nhưng chúng ta phải nhờ sức của tâm linh, của Đức Thánh Linh. Cuộc chiến tâm linh thì cần đến sức mạnh tâm linh. Và sức mạnh tâm linh đó là Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Sức mạnh tâm linh đó đến từ Chúa Thánh Linh. Quý vị và tôi phải bước đi theo Thánh Linh. Tại sao? Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Bởi vì có một cuộc chiến dai dẳng và phương cách duy nhất để chiến thắng là bước theo Thánh Linh. Rồi, mình phải bước theo Thánh Linh, biết rồi. Nhưng bây giờ làm sao? How do we do it? Có ba cách. Thứ nhất, để có thể bước đi theo Thánh Linh, chúng ta phải quyết định bước. Phải quyết định bước. Quyết tâm bước, phải bước cái bước thứ nhất. Tất cả chúng ta đều biết khi chúng ta có con nhỏ mà mới đến nó tập đi, phải làm sao? Nó phải bước bước thứ nhất, rồi nó mới bước tiếp theo được. Tập đi xe đạp cũng vậy, cũng phải đạp một chút rồi nó mới chạy, tập lái xe, tập bơi. Tất cả đều phải có cái ta gọi là the first step, phải bước cái bước đầu tiên. Lão Tử nói rằng thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ. Có nghĩa là đường dài ngàn dặm bắt đầu với bước thứ nhất. Con đường dù là dài bao nhiêu, chúng ta phải bước thứ nhất rồi mới bước đi được. Vì vậy bước đi theo Thánh Linh cũng vậy. Để có thể bước, chúng ta phải where to start, step out, bước đi theo Thánh Linh. Như tôi đã nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, phải bước bước thứ nhất, phải bắt đầu bước. Đây là một mạng lệnh, không phải một cái điều mình muốn cũng được, không cũng được. Và hãy tiếp tục bước đi. Ở đây nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, cũng có nghĩa là hãy bước đi trong Thánh Linh, hãy bước đi bởi Thánh Linh, hãy bước đi nhờ Thánh Linh. Vì vậy đây là một cái quyết định lựa chọn và tiếp tục sống. Thưa quý vị không thể bước đi theo Thánh Linh được nếu quý vị không quyết định lựa chọn, quyết tâm. Mình muốn bước đi theo Thánh Linh, muốn sống một đời sống tốt đẹp mà
ngần ngại không chịu bắt đầu thì không bao giờ bước đi được cả. Như vậy thứ nhất là chúng ta phải quyết định được. Thứ hai là để cho Thánh Linh dẫn, hay là thiếu một cái, quý vị thêm vào số 2 nhỏ dùm. Số 1 nhỏ là quyết định bước, và thứ hai là để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn. Câu 16 ghi như thế này: tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều muốn của xác thịt. Và câu 18, Phaolô nói rằng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Câu 16 nói rằng bước đi theo Thánh Linh, và câu 18 Phaolô nói rằng nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Câu 16 là chủ động, hãy bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta phải bước, phải không quý vị? Cái quyết định bước đi theo Thánh Linh là quyết định của ai? Là của mình. Nhưng mà khi mình bắt đầu bước rồi thì Đức Thánh Linh sẽ giúp mình bước những bước tiếp theo. Đức Thánh Linh sẽ đẩy mình đi. Vì vậy câu 18 nói rằng anh em phải nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Vì vậy câu 16 là chủ động và câu 18 là thụ động bước, nhưng mà là để cho Đức Thánh Linh dẫn mình đi, nhờ sức của Chúa, chứ không phải là nhờ sức riêng của mình. Vì vậy, thứ nhất là chúng ta phải quyết định bước, đó là quyết định của mình. Và khi quyết định bước rồi thì chúng ta phải để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn hay là giúp mình bước đi những bước tiếp theo. Và thứ ba là không chiều theo xác thịt. Quý vị sửa số 2 ở trong đó thành số 3, và số 3 sẽ thành số 4. Thứ nhất là quyết định bước, số 2 là để cho Thánh Linh dẫn, và số 3 là không chiều theo xác thịt. Câu 19 cho đến câu thứ 21. Quý vị để ý nhớ, ở đây là có hai điều mình nói buổi sáng hôm nay. Chúng ta nói về bước theo Thánh Linh, phải không? Và ngược lại với bước theo Thánh Linh là gì? Là chiều theo xác thịt. Vậy một bên là xác thịt và một bên là Thánh Linh. Như vậy mình hãy xem xác thịt là cái gì trước đã. Chúng ta thấy điều đó từ câu thứ 19. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Đấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây là một cái bản danh sách khá dài, nhưng mà chúng ta có thể chia ra làm 3 phần hay là 4 phần thì đúng hơn, như thế này. Thứ nhất là những tội liên quan đến tình dục. Phaolô nói rằng gian dâm, ô uế, luông tuồng. Gian dâm, ô uế, luông tuồng là những tội liên quan đến tình dục. Thứ nhì là những tội liên quan đến thờ phượng sai lầm. Phaolô nói rằng thờ hình tượng và phù phép. Thờ hình tượng và phù phép là những tội liên quan đến thờ phượng sai lầm. Thứ ba là những tội liên quan trong cái mối quan hệ giữa người với người. Và những cái tội liên quan trong mối quan hệ giữa người với người đó là thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, bất bình, bè đảng, ganh gỗ. Sống với người khó lắm quý vị. Bao nhiêu tội đó. Thù oán, tranh cạnh, ganh ghét, buồn giận, bất bình, bè đảng theo phe này, phe nọ, ganh gỗ. Và thứ tư là những tội liên quan đến chính bản thân của mình. Say sưa, mê ăn uống. Thưa quý vị, đây là bức tranh mô tả đời sống bình thường của con người. Con người xác thịt, con người không có Chúa Thánh Linh. Và sứ đồ Phaolô liệt kê ra rất là rõ ràng. Những tội liên quan đến tình dục, những tội liên quan đến thờ phượng sai lầm, những tội liên quan trong mối quan hệ với người khác và những tội liên quan đến bản thân. Thật sự tôi không cần đi vào chi tiết, tất cả chúng ta đều thấy rõ con người của mình, con người tội lỗi của chúng ta. Đây là những cái bước quan trọng phải từ bỏ. Chúng ta phải từ bỏ trước khi thay thế cái điều tốt hay là cái điều mới. Nếu chúng ta không gột bỏ những cái gì cũ
mà chúng ta mặc cái gì mới thì nó chẳng có giúp ích gì cả. Phải bỏ điều cũ. Chúng ta hãy trở lại xem thử mình có đang để cho những điều này xui khiến không. Trước hết là những tội lỗi về tình dục. Bản diễn ý dịch là gian dâm, ô uế, trụy lạc. Gian dâm là mọi hình thức tình dục bất chính, ngoại tình, mại dâm. Ô uế là nếp sống nhơ nhớp và luông tuồng, là coi thường luật lệ, phóng đãng, trụy lạc, trác táng. Gian dâm là mọi hình thức gian dâm. Ô uế luông tuồng là những tội đồi trụy ngược lại tự nhiên trong phạm vi tình dục, như đồng tính luyến ái, tình dục đồng giới. Quý vị biết Sứ đồ Phao-lô viết những điều này 2000 năm trước. Nhưng ngày hôm nay cũng vẫn vậy, còn tệ hại hơn nữa là khác, có phải vậy không quý vị? Cho nên đây là con người cũ của chúng ta, và chúng ta hãy xem thử nếu chúng ta còn con người xác thịt đó, chúng ta phải loại trừ, loại bỏ đi. Quý vị thấy là cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội càng ngày càng hạ thấp xuống. Ngày xưa nói đến những cái vấn đề này, ngoại tình, ly dị, đồng tính là kinh khủng lắm, phải giấu ở trong tủ á. Nhưng mà ngày hôm nay họ công khai và còn hãnh diện nữa. Và vì vậy có thể nói rằng cái tiêu chuẩn của xã hội này, của đời nó đã hạ xuống thấp. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, tiêu chuẩn ngàn đời của Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa, không phải tiêu chuẩn của trần gian này. Ai cũng sống như vậy, đâu có sao đâu, và người ta chấp nhận tất cả. Và khi chúng ta không chấp nhận thì chúng ta bị tố cáo là thiếu yêu thương. Thật sự Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng là đấng thánh khiết. Chúng ta phải sống ở trong tiêu chuẩn của Chúa. Đó là những tội liên quan đến tình dục. Thứ nhì là thờ phượng sai lầm. Tất cả chúng ta đều biết thờ hình tượng là tội lớn nhất ở trước mặt Chúa. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta để bất cứ một cái điều nào đó cao hơn Chúa của chúng ta, đó là chúng ta phạm tội thờ hình tượng. Kinh Thánh cũng nói rằng tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Tham lam cũng chẳng khác gì thờ hình tượng. Hình tượng vô tri giác mà người ta thờ phượng. Bất cứ điều gì trọng hơn Chúa cũng là hình tượng. Dù là có khi là con cá, có khi là tài sản, nhà, cửa, nghề nghiệp, sự nghiệp của mình, lý tưởng của mình. Sứ đồ Giăng viết một lá thư dài cho con cái của Chúa, và cuối cùng ông kết thúc mấy chữ thôi: hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Xung quanh chúng ta đầy những hình tượng mà chúng ta có thể bị mê đắm bất cứ lúc nào. Thứ ba là những tội hay là những cái thờ phượng, đúng rồi, những cái tội mà liên quan đến người khác. Quý vị thấy rõ rồi. Mà hai cái điểm nổi bật ở trong những cái điều này gây ra những cái tội khác đó là ghen tương và ganh tị. Thưa quý vị, khi chúng ta sống người khác mà ganh với người khác, nó sẽ đưa đến những cái hậu quả kinh khủng. Đó là nguyên nhân của nhiều thứ tội khác. Vậy xin Chúa giúp cho chúng ta tránh được những cái tội được kể tại đây: hận thù, bất hòa, ganh tương, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái và ganh tị. Lời Chúa rất là rõ, quý vị có thể về đọc lại để mà xét lòng mình ở trước cái tiêu chuẩn của Chúa. Và thứ tư là say sưa, chè chén. Đây cũng là vấn đề của nhiều người chúng ta hôm nay. Người tin Chúa thật không bao giờ sống như vậy. Đây là cái checklist của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta học về cái gì? Chúng ta học về bước đi theo Thánh Linh. Và trước khi chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh, điều đầu tiên chúng ta phải làm là phải loại bỏ những điều này. Quý vị có bao giờ tập thể dục mà ăn mặc thật là nặng rồi? Chúng ta phải loại bỏ, chúng ta mới có thể tập thể dục được, phải không quý vị? Vì vậy đó là những điều chúng ta phải từ bỏ, không chiều theo xác thịt. Sứ đồ Phao-lô nói rằng
Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Và đây là những việc làm của xác thịt. Và Phaolô nói rằng hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Giữa câu 21 và câu 22 là chữ gì? Chữ gì? Nhưng. Galati đoạn 5, 22 tất cả chúng ta đều thuộc phải không? Chúng ta đọc chung với nhau. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi, tôi không có gì hết. Nếu tôi có, tôi chỉ cho quý vị từng này. Đây, quý vị chỉ cần làm chừng này chuyện là xong rồi, là đủ rồi. Nếu chúng ta tạ ơn Chúa vì đây không phải là điều chúng ta làm. Nhưng mà cái chữ này là chữ gì? Trái. Trái là gì? Là quả. Kết quả là cái điều tự nhiên nó phải có ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể nói như thế này. Khi quý vị và tôi đặt lòng tin nơi Chúa, hết lòng tin nơi Chúa để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn, thì Đức Thánh Linh sẽ tạo những cái trái đó, những cái quả đó ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu bước cái bước đầu tiên đó, thì Đức Thánh Linh sẽ làm việc, hành động trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể nảy sinh những điều này. Galati đoạn 5 câu 19 đến 22 chúng ta đọc sáng hôm nay có hai cái bản liệt kê. Các bản liệt kê thứ nhất nói rằng và các việc làm của xác thịt, quý vị thấy rõ không? Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Nhưng trái của Thánh Linh, quý vị thấy hai điều đó không? Cái Thánh nói rằng việc làm của Thánh Linh mà nó là trái của Thánh Linh. Việc làm là cố gắng của con người. Và đây là điểm khác biệt căn bản giữa đạo của Chúa và mọi tôn giáo khác. Tôn giáo là cố gắng của con người, còn phúc âm tin mừng là ân phúc của Đức Chúa Trời từ trời ban cho con người. Vấn đề chính vì vậy là con người bên trong thay đổi từ bên trong. Khi nói trái Thánh Linh thì đầu tiên chúng ta nói đó là con người bên trong của chúng ta. Khi Chúa thay đổi con người bên trong của chúng ta thì tất cả mọi điều khác sẽ theo đó được thay đổi. Còn nếu không thì làm sao quý vị biết không? Tiên tri Ê-sai nói rằng việc công bình của chúng tôi giống như chiếc áo bẩn ở trước mặt Chúa. Cái nước nó đã đục rồi, mình quậy thì nó càng đục thêm thôi thưa quý vị. Vì vậy cái việc làm của chúng ta, nếu mà chúng ta chưa được thanh tẩy, nó chỉ nảy sinh ra những tội lỗi mà thôi. Vấn đề chính vì vậy phải thay đổi từ bên trong. Không thay đổi thì cố gắng cũng chỉ sinh ra những điều xấu mà thôi. Trái là tự nhiên nảy sinh. Quý vị để ý thấy đạo của Chúa nói người tin Chúa là người được tái sinh. Tự động xảy ra những điều này. Lời Chúa dạy rằng xem trái thì biết cây. Để thấy rõ vấn đề một cách toàn thể, chúng ta cần nhìn vào toàn thể Kinh Thánh. Trái, kết quả, mùa màng không phải là một ý niệm đơn lẻ nhưng được dạy trong toàn Kinh Thánh. Quý vị xem với tôi ở trong Ê-sai đoạn thứ 32. Sách Ê-sai đoạn thứ 32. Câu 13. Ê-sai đoạn 32 câu thứ 13 ghi như thế này. Chà chum, gai gốc sẽ mọc lên trên đất dân ta, cùng trên mọi nhà chơi trong thành vui vẻ. Câu 15. Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm. Và câu 17. Công bình sẽ sinh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Quý vị biết chà chum gai gốc không? Đất sa mạc, đất sình lầy, nó không ra gì hết. Nhưng mà khi thần linh của Chúa giáng xuống thì điều gì xảy ra? Đồng vắng biến thành ruộng tốt được kể như rừng rậm và dân ta sẽ sinh ra bình an. Trái của công bình là yên lặng và an ổn mãi mãi. Thưa quý vị, bức tranh toàn thể là con người, nhân loại khốn đốn, khổ cực, khổ đau như rừng rậm, như sa mạc, như đất khô cằn. Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta và đồng vắng biến thành ruộng tốt.
Cái chữ trái của Thánh Linh ở đây có những bản dịch là mùa màng của Thánh Linh, the harvest of the Spirit. Như vậy, đời sống khô cằn của quý vị và tôi sẽ tiếp tục khô cằn cho đến chừng nào thần của Chúa là Thánh Linh đến cho chúng ta, biến cái đám đất cằn cỗi hoang vu này thành vườn tược đầy cây trái. Quý vị có thấy hai hình ảnh đó không? Một bên là đồng khô cỏ cháy, sa mạc hoang vu, một bên là đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, cây trái sum suê. Quý vị có đi vào trong sa mạc bây giờ không? Toàn là cây xương đồng, toàn là cát, nóng không mà thôi. Quý vị biết Los Angeles, chúng ta ở đây hồi xưa, đây cũng là sa mạc, bán sa mạc. Nhưng bây giờ, quý vị lên San Joaquin Valley, cái chỗ mà trồng đủ thứ cây đó, nhờ có nước dẫn từ sông Colorado về ở phía Bắc về, mà nó trở nên xanh tươi, nó sinh hoa kết quả. Thưa quý vị, đó cũng là hình ảnh hai cuộc đời. Quý vị nhớ hình ảnh cuộc đời hồi nãy không? Hồi nãy là gì? Gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống. Đó là đồng khô cỏ cháy, là hoang vu, là kinh khủng đó. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Quý vị thấy được hai hình ảnh đó không? Tại sao nó có sự khác nhau đó? Chỉ vì một điều và một điều mà thôi. Một bên có Chúa Thánh Linh và một bên không có Chúa Thánh Linh. Quý vị muốn bước đi cái đời sống như thế nào? Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh, đó là những cái kết quả, những cái điều tốt đẹp mà mình có. Quý vị muốn sống ở đám đất nào? Quý vị muốn cuộc đời của quý vị là đám đất nào? Khô cằn, cháy, hoang vu, hay là đầy những cái tốt đẹp? Kết quả. Thưa quý vị, kết quả cây trái đời sống của Thánh Linh, đó là mục tiêu của đời sống của chúng ta. Và cũng tương tự như ở bên cái vườn xác thịt đó, ở bên vườn của Thánh Linh nó cũng có ba cái loại trái. Cái loại trái thứ nhất là con người bên trong của chúng ta, đó là yêu thương, vui mừng và bình an. Thưa quý vị, khi Đức Thánh Linh làm việc thì Chúa bắt đầu làm việc từ bên trong chúng ta. Cái yêu thương nó, cái vui mừng nó, cái bình an nó ở đâu? Ở trong lòng của mình. Thưa quý vị, khi chúng ta bước đi ra Thánh Linh, khi chúng ta để cho Thánh Linh hành động, mình có được ba cái này rồi thôi, không cần gì nữa hết, phải không quý vị? Yêu thương, vui mừng, bình an. Quý vị có ba điều đó không? Để có được, chúng ta hãy cầu xin Chúa: Chúa ơi, xin cho con sống theo Chúa, bước theo Chúa, ban cho con tình yêu của Chúa, sự bình an của Chúa, sự vui mừng của Chúa, những gì bên trong con người chúng ta. Khi trong người chúng ta có yêu thương, vui mừng, bình an, thì ba cái tiếp theo là gì? Nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Tại sao tôi không nhịn nhục? Tại sao tôi không nhân từ? Tại sao tôi không hiền lành? Là bởi vì tôi không có yêu thương, tôi không có vui mừng, tôi không có bình an. Làm sao tôi có thể nhịn nhục, nhân từ, hiền lành được, phải không quý vị? Vì vậy chúng ta phải có tình yêu của Chúa, bình an của Chúa, niềm vui của Chúa tràn ngập trong lòng của chúng ta trước khi chúng ta nói đến cái cách đối xử, xử sự với người chung quanh. Tại sao chồng tôi không thấy tôi yêu thương, hay là tôi không thấy chồng tôi yêu thương, hay là người này, người kia không thấy tôi yêu thương? Là bởi vì tôi chưa có những trái của Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Trước hết phải có yêu thương, vui mừng, bình an, rồi mình mới sống với người khác trong nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Và rồi cuối cùng cái con người chúng ta, cái tôi là cái đáng ghét nhất, cái bản thân của chúng ta. Ba cái trái cuối cùng là gì? Trung tín, mềm mại và tiết độ. Cuộc đời của chúng ta phải là một cuộc đời trung tín, trung thành. Một đời sống mềm mại, một đời sống có kỷ luật bản thân.
Khi tôi có Chúa Thánh Linh để cho Chúa Thánh Linh cai trị hướng dẫn thì đời sống sẽ tự nhiên có yêu thương, vui mừng, bình an. Khi tôi yêu thương, vui mừng, bình an, tôi sẽ nhịn nhục, nhân từ, hiền lành với người khác. Và đối với Chúa hay đối với người khác hay chính bản thân tôi sẽ trung tín, mềm mại và tiết độ. Trung tín, mềm mại và tiết độ. Trung tín là không thay lòng đổi dạ, chung thủy, cam kết, commitment trong hôn nhân, trong tình bạn, trong việc làm. Người trung tín là người dependable, trustworthy, đúng giờ. Mềm mại là đối chiếu với thù oán, tranh đấu, ghen ghét lúc nãy. Chúa Giêsu nói rằng ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Và tiết độ hay là tự chế là phản nghĩa với luông tuồng, say sưa, mê ăn uống. Quý vị thấy không? Luông tuồng may mưa xe ăn uống là không có tự chế, không có kỷ luật bản thân. Well, tôi kể cái câu chuyện cháu ngoại tôi rồi phải không quý vị? Quý vị xem TV có cái remote control phải không? Và khi nó học về chín trái thánh linh, nó đọc love, joy, peace and self-control, no, remote control. I think we should have self-control on the remote control. Thưa quý vị, đây là kết quả tự nhiên, không phải cố gắng riêng. Và để làm được điều đó, bí quyết là trong câu thứ 25. Nếu anh em nhờ Thánh Linh mà sống, thì hãy bước đi theo Thánh Linh. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Nhờ Thánh Linh mà sống, keep in step là bước đi cùng một nhịp. Tức là nhạy cảm với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Linh cảnh cáo mình mà mình vẫn làm. Tức là không có bước đi cùng một nhịp với Thánh Linh. Keep in step. Ở trong tiếng Anh có một cái thành ngữ gọi là marching with different drum beat. Tiếng Việt ta nói là trống đánh xuôi mà thèn kèn thổi ngược. Đức Thánh Linh bảo chúng ta đi đường này mà mình thổi ngược lại. Tôi nói nhiều quá buổi sáng hôm nay mà tôi xin quý vị nhớ cho một điều này mà thôi. Buổi sáng hôm nay tôi muốn dẫn quý vị vào một khu vườn cây ăn trái. Vườn đầy cây ăn trái. Mỗi năm tôi thường nhận được trái cây trong vườn của quý vị. Mỗi năm cứ đến mùa ổi, mùa hồng, mùa táo gì, quý vị thường hái cho tôi những cái trái cây ở trong vườn của quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đó là cái vườn thuộc về phương diện thể xác. Và quý vị biết gì không? Tôi cũng ước mong nhận được những cái trái tâm linh từ nơi quý vị như vậy. Ước mong nhận được trái yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Quý vị muốn có những trái đó để tặng cho tôi không? Nếu quý vị muốn có những trái đó, hãy để cho Chúa Thánh Linh trồng, tưới và sản xuất mùa màng của Thánh Linh. Hãy bước đi theo Thánh Linh. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu thương của chúng con. Kính lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho chúng con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Đấng đang ngự trong lòng chúng con và hướng dẫn cuộc đời của chúng con. Con cầu xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con sẽ tiếp tục sống với lòng biết ơn Chúa và sống để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời của mình. Để mỗi ngày chúng con bước đi theo Thánh Linh, sống một đời sống kết quả đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin tình yêu đời đời, từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với Hội Thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Yeah.